Xin chào bạn, chào mừng quay trở lại Tùy Cá Tính. Video này tôi sẽ mở hộp món đồ tôi mua sau video. Đó là cái tủ thuốc y tế gia đình treo tường. Kích thước của nó là 30 x 40 x 15 cm nhé. Đây cái hộp nó các bạn cứ cm là các bạn biết thôi. Số lượng là 1, tổng cả sim này 328k. Tôi đặt ngày 3 tháng 11 và đến hôm nay mùng 8 đã có nhận được hàng rồi. Bây giờ tôi sẽ mở hộp nhé. Tôi sẽ đặt xuống mở hộp. Ok, đây sản phẩm ta đây, nó là gồm bằng nhôm nhá, cái này bằng nhôm kính nhá, không phải là mica. Đây, nó tủ nó mở cũng có cái khóa, cái chốt, cái dính nam châm vào đây, nó hút 300. Và khi vận chuyển thì người ta đóng gói rất là kỹ, nên không vỡ. Đây mặt sau có hai cái móc treo để các bạn khuyên đinh và treo lên. Ok. Rồi, còn nếu các bạn muốn mua một cái sản phẩm tủ thuốc cho gia đình nhà mình với kích thước giống nó, kích thước này mình cảm thấy là vừa thôi. Mình sẽ đặt xuống cho bạn xem. Đây. Nó kích thước 30, 40 và 15, rộng là 15. Chiều này là 30, chiều này là 40. Nó cũng khá là to, dùng được cho cả gia đình. Nếu các bạn mua sản phẩm này, các bạn bấm vào cái link mô tả bên dưới này nhá, để click và sang mua sản phẩm. Rồi video mình xin tạm dừng. Các bạn nhớ like, chia sẻ video, đăng ký kênh của mình nhé. Chào các bạn.